đang tới ổ tiếp theo anh em ơi. Quay ông đây được hai ổ được nhiêu rồi. Ổ cục tròn này là cục mặt có hơn 5 lít này, cục này nè. Cục này hơn 5 lít thiệt. Hơn 5 lít. Cục này thì khoảng 3 4 lít, 3 lít. Trên 3 lít. Cục đó trên 3 lít. Cục này mới khủng nè. Khiêng cầm không nổi luôn. Mặt nó dư sức bắt được tô vô hết đuổi luôn. Đầu bên gần bển này kiếm cục lớn này không ra. Đừng nói tới cục. Anh em ơi. Anh em với mệt thuốc thuốc rồi lên các ổ tiếp theo. Ở này đồn. Là khủng nhất luôn á. Nghe đồn cái kèo 2m2 mà nó đóng thôi gần hết 2m về. Cho lên con nó vậy. Mặt bự dữ không anh? Vậy là kiếm cái gì khủng khủng mới được lấy. Thao lên. Có cái thao đó được. Bự quá thì lát mình cắt mặt cắt làm hai. Hay là ginh cục mặt này bỏ qua thao. Lấy cái này đem cho cắt. Cái thao đó nó thao im không? Ừ. Cái này nó cao hơn nè. Mà ổ ong nó lớn quá, ổ kiến vàng trơn nổi với ổ ong. Rồi, anh em thuốc rồi, chuẩn bị lên luôn cái nhà. Rồi, thì mình đang vô tổ ong tiếp theo. Nay bắt 3 tổ à. Anh em nào mà chưa coi được mà phần trước thì lật lại xem tập trước nha. Đó. Tổ ông. Tổ ông chi đàn gọi gì trời? Ừ, sao thưa gì vậy? Nó từ đây xuống tới tuốt đầu dưới luôn. Giống như chia đàn gồ quá anh em ơi. Giao trong cục mặt á. Cái ong nãy như là cái kèo là gòi vô cái gì á. Ừ. Ừ. Tại mình bắt năm rồi, năm nay nó về lắm. Ông mới cắt rồi đó là cái kèo là thời cuối mùa đã rồi không dẫn nó vô đó. Ừ. Rồi gọi là cuối mùa mình ban ăn cũng có chục lít mà 7-8 lít. Rồi vô trước đi. Gì đàn thấy gì thấy chịu đi. Đậu dưới để đông quá đông. Vô đường nào? Đường này luôn, có đường này. Vô thẳng là giờ luôn. Bóp đi nào. Dữ lắm quá ông. Liên tục vô. Lép dữ ta. Quay ra nó dứt. Cũng phải 5 lít nha. Có trứng sâu. Ổ già dữ. Dạ, dạ, quất vô tay rồi. Nè, cầm á. Cục này chia em 2 ha. Nguyên cục cũng được, cục này lép mà. Thuốc thuốc dưới luôn rồi. Thở khói vô trong rồi. Ông ơi, vô dắt qua dắt bên kia. À, dứt. Tại bên kia anh chưa hỏi với khó mà. Mặt này dài quá dài. Ờ, có vô con tàn gì? Khỏi đâu, khỏi đâu, cô ăn tàn tao ăn trên thôi được rồi, cắt lẹ lẹ đi. Gọc cái tàn quá chứ luôn đi. Gọc tàn quá chứ. Vì vừa thôi em, gọc gọc cái xéo ngoài được rồi. Ừ. Mày bẻ cái ngọn cây sậy dưới ra luôn.
Đi khỏi rồi sao bảo vệ ông nè. Cái ngọn cây sậy dưới đây không đây? Tròn tròn bé ngọn cây sậy chỗ dưới. Cái này một khúc không hết. Rồi vậy chia làm hai đi. Anh chia làm hai trước thì anh hay gọc vậy. Ừ. Một tay bỏ rồi, một tay cắt đứt luôn. Không được quá trời ta. Không được đen con luôn. Chịu tiếp không đây. Nè nè, cầm em. Rồi, một cái ngón này bự mà nhà nó bị sâu. Cắt coi giới cắt mấy con chúa chứ bỏ luôn nghe anh. Khỏi đó. Cắt bỏ đi để nó chi đàn. Không được quá trời. Mặt này cũng trên 5 lít rồi. Ê, cái cục lẻ nó luôn. Ê, con trai đây. Con chúa nào đâu, nó đẻ ra đẻ đâu. Cắt mấy cục đó đó. Cắt sâu vô. Rồi. Rồi, ra nha. Tại nằm trong chảng đó, không có chảng đi ăn á. Chảng không đẹp không? Mặt yếu. Bài ra nó buông cục mặt này nè. Hả? Rồi ông ra sao ông bơi tiếp luôn rồi. Đây. Ê. Gì? Ai da. Ôi, ít mặt nhất trong ba lít. Ba lít được không? Chứ được 3 lít mà. Ôi. Dữ vậy không vậy? Ồ quá thế nó quýnh nam mày. Thì hôm nay vừa xong được 3 tổ cũng được khoảng mười mấy lít nha anh em. Xong rồi anh chúa đầu tiên đã ra đi phối được chia thêm cái nè. Ồ nãy ít mặt tay nó chuẩn bị chi đàn có cùng này dữ nhất nè. Này thì khỏi bàn nè hả? Quá vậy. Tới đây nữa nghe. Hả? Nãy giờ mày được mấy vít? Em đạp có 2 vít chứ còn giờ đó đạp nó quýnh chứ nó đâu có quýnh vít nào đó. Nó quýnh vô áo tôi đâu cho mình. Ổ lớn nhất mà mặt hơi thắt vọng chút. Có nãy ổ kia, ổ cục mặt bự mới vô là mới vô là nó vứt cái chăn cái trên đầu em nghe chăn đầu vít rồi. Anh Nam nãy giờ bị nhiều vít nhất à. Được có 7-8 vít vô nào. Lưng 2 vít nữa, tay này nã 2 vít nữa, 4 vít rồi, nãy 3 vít nữa, 7 vít rồi. Đục. Em được có 1 vít 1 à? Nhờ đi xuống vỏ rồi mới bị quánh lưng 2 vít. Nhờ em mặc 2 áo nó quánh vô không lủng. Con tài thì được cái áo bộ hộ quá đã. Rồi. Áo này vậy trời mua mấy chục ngàn cái vậy. Anh em nào mà có mà cần xài đó mặt thì liên hệ cho mình luôn nha. Quá trời cục cái chảo đó. Số điện thoại mình để dưới phần mô tả. À, nhìn thấy thèm cục đó vậy. Nên là anh em nào có điện liên hệ nói về ông thì cũng được. Ba ổ sướng. Ba ổ đầu tiên của năm nay. Ba ổ ông kèo. Đầu mùa ông bự không? Đây đầu mùa bắt này ổ nào nó lớn lớn không? Rồi tạm biệt nhà đi luôn cả nhà ơi.